Đó. Căn này 680 quý anh chị. 680 giá full 100%, không phát sinh chi phí gì nữa. Diện tích khá là rộng rãi nha. Đó. Phòng khách như thế này, cầu thang, rồi nhà vệ sinh, bếp bếp bao tặng cho anh chị, nội thất tủ bếp đầy đủ hết rồi. Đó. Nhà 688 ngay khu vực Mỹ Hành Nam, ngay khu vực Mỹ Hành Nam ha. Điện nước đầy đủ. Tủ gỗ ha. Tủ gỗ rất là ok. Đằng sau cái bếp có cái khoảng không gian của cái cửa sổ nè, làm cái bếp nó sáng ha. Đó. Để tủ lạnh. Đây để quất cái máy giặt ở đây. Làm một cái bộ bàn ăn nhỏ nhỏ ở đây. $680 triệu là em báo giá chuẩn luôn nha, giá không phát sinh gì hết, để cho mình mua dễ ha. Nhà mới còn một trét này kìa ha, nhà mới bảo hành cho quý anh chị 2 năm luôn ha, mua có trả góp nha, đưa trước 60%, còn lại cho mình trả góp. Cửa là cửa gỗ ha, tặng cho bộ rèm. Nhà diện tích rất rộng rãi, 4x8 nha, 608 rẻ nhất thị trường luôn nha quý anh chị, đi kiếm không có ra đâu. Đường trước nhà là đường ô tô 7m, ngay khu vực Mỹ Hà Nam, gần chợ, gần bệnh viện đa khoa Hàn Quốc, rồi gần khu vực ủy ban Mỹ Hà Nam, gần trường cấp 1, cấp 2 nè, thiết kế rất là đẹp nha, trần làm đa phong dược thần, sàn là sàn đổ bê tông đúc thật. Nhà tông màu trắng, thiết kế hiện đại. Chủ đầu tư là công ty Sài Gòn nha. Là chuyên xây dựng căn hộ á. Đó. Mình thấy rất là đẹp nha quý anh chị. Đây có một cái ban công nhỏ nhỏ nè. Ban công nhỏ như thế này mình ra ngoài đó mình để một chậu bông là cũng được ha, còn không mình để vậy thôi. Tặng cho bộ rèm sạch sẽ, cửa gỗ. Thiết kế nhà vuông quốc nha, nhà rất là vuông, rất là sang. Nhà vệ sinh ốp cho mình là gạch khá là cao, đầy đủ thiết bị, cầu thang gỗ như thế này. Nhà thiết kế vuông quốc rất là đẹp. Khu vực này cũng là cửa gỗ, một cái phòng ngủ phía sau như thế này đó. Nhà có cửa sổ sao mà. Đó, xung quanh dân cư ở đông ha. Nhà trọ đâu, mua ở không ở, cho thuê. Căn như thế này thì ở khu vực này cho thuê được 4 triệu. Rồi, đó. Giá căn này là 680 nha quý anh chị. Ngoài ra anh chị nào muốn xem những căn nhà tầm khoảng 300 triệu, đó, 300 mấy rồi ha. Thì bên em cũng có những mẫu nhà đó nha, diện tích khoảng 3x8, 3x8 là cũng có 3x10 nữa, thì nó khoảng tầm 390 triệu. Còn diện tích 3x7 thì nó tầm khoảng 340 rồi. Cầu thang như thế này rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi những cái mẫu nhà ở bên em thời gian vừa qua. Thì anh chị nào có nhu cầu đi xem thì có thể gọi số điện thoại 079 656 837, hoặc 0777 540282 để được hỗ trợ tư vấn dẫn đi xem nhà ha, xem thực tế những cái mẫu nhà như thế này thì rất là phù hợp. Và em đảm bảo với anh chị là đây là những mẫu nhà mà có cái giá là rẻ nhất hiện tại khu vực hướng bên Mỹ Hà Nam này nha, giá rẻ mà vị thế đẹp, đường rất là lớn.
Rồi, xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Rồi, xin tạm dừng video tại đây nha. Nhớ đăng ký bấm nút like rồi nha. Like kênh rồi chia sẻ giúp em để mình nhận thêm những mua nhà mới.